Xin chào mọi người. Bây giờ là 20 giờ ngày 19 tháng 9 và hiện tại mình đang ở sân bay Nội Bài để đưa em trai mình đi Nhật Bản. Vậy là những cái tháng ngày vất vả của em trai mình đã kết thúc rồi các bạn ạ. Những tháng ngày vất vả thì cũng đồng nghĩa với việc là ước mơ của em trai mình đã được thực hiện. Em trai mình thì rất là yêu đất nước Nhật Bản các bạn ạ. Nếu các bạn có dịp về thăm gia đình em trai mình thì các bạn sẽ thấy là em trai mình có rất là nhiều cái sách về Nhật Bản. Có những lần em trai mình có tâm sự với mình là em ấy không chỉ là yêu đất nước Nhật Bản các bạn, em ấy yêu con người Nhật Bản, yêu văn hóa Nhật Bản và em ấy rất là muốn được thưởng thức những cái ẩm thực của Nhật Bản. Và có một lần em ấy có tâm sự với mình là cái điều cuốn hút nhất đối với em trai mình ở Nhật Bản đó chính là mùa hoa anh đào các bạn ạ. Khi em trai mình kể về cái mùa hoa anh đào các bạn ạ thì mình cũng ước được một lần đến với Nhật Bản. Nếu mà có dịp mình được đi du lịch, đi nước ngoài thì chắc chắn là mình sẽ chọn Nhật Bản. Bởi vì mình cũng ước là mình nếu mà được đi Nhật Bản các bạn ạ, mình sẽ chọn đi vào mùa hoa anh đào. Mình cũng ước là sẽ được bước trên những cái tuyến đường có trải đầy hoa anh đào. Và mình tưởng tượng là ở trên đó có rất là nhiều cái cánh hoa nó rơi xuống phủ kín đường. Chỉ tưởng tượng đến đấy thôi thì thật sự là mình cũng rất là muốn đi Nhật Bản rồi các bạn ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì với cái thu nhập hiện tại của mình thì mình nghĩ là vẫn là rất là xa vời các bạn ạ. Còn các bạn nhìn nhá, ở đây là đang là sân bay Nội Bài các bạn ạ. Đây là toàn cảnh sân bay Nội Bài. Mình thì cũng như rất là nhiều gia đình khác các bạn ạ, cũng đang chờ đến cái tuyến bay đó để mà được nhìn thấy em trai mình được bước lên máy bay các bạn ạ. Thật sự nghĩ đến cái cảm giác đó thì có rất là nhiều cái cảm xúc mình không thể tả hết được. Đó thì mình chỉ có thể nói là hy vọng là em trai mình sang Nhật sẽ có một cuộc sống tốt hơn và hy vọng là qua những trải nghiệm ở Nhật Bản thì em trai mình có thể trưởng thành hơn và sau khi kết thúc những cái tháng năm thực tập sinh ở Nhật Bản thì em trai mình sẽ về nước và có một cái công việc nó cũng tốt hơn. Đó. Còn đối với mình thì là một người nông dân thì ước mơ sang Nhật Bản thì chắc là cũng xa vời lắm. Xin chào mọi người, đây là em trai mình. Chào mọi người cả nhà. Còn đây là mẹ của Hùng. Còn bên cạnh là bạn gái của em trai mình. Mình đợi mãi mới thấy em trai mình đến các bạn ạ. Bởi vì mình đến trước ấy. Đó. Hùng à, có em có cái suy nghĩ gì trước khi bay không? Rất là bối rối à? Cần gì nữa không? Buồn. Hả? Một chút buồn đấy á. Thế có lời nào nói với mẹ với anh trai với lại Phượng không? Nói hết từ hôm qua nhỉ? Hả? Nhưng mà nói ngắn gọn xúc tích này. À, ở nhà giữ sức khỏe. Thế thì anh thay mặt cho gia đình anh chúc em sang bên đấy cố gắng học tập và sau đó sẽ có cái công việc thuận lợi này. Sang đấy thì cố gắng học hỏi thật nhiều này.
về sau này về nước thì sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Ok nhá, bắt tay em cái nhỉ. Rồi ok ok. Còn đây là những cái hình ảnh chụp mọi người ạ. Mình thấy mình nhìn cảnh này mình thấy ghen tị mọi người ạ. Thật sự nhìn cảnh này mình thấy rất là hạnh phúc mọi người ạ. Nhìn em trai mình cười tươi như này, trong cái niềm vui của em trai mình thì cũng có nhiều nỗi lo mọi người ạ. Bao nhiêu cái niềm hy vọng của cả gia đình đặt lên vai của em trai mình, chắc chắn là em trai mình sẽ có một cái gánh nặng không hề nhẹ mọi người ạ. Còn Tết năm nay thì gia đình chắc chắn là không khí sẽ khác một chút, bởi vì em trai mình đã sang Nhật rồi, chỉ còn vài tiếng nữa thôi các bạn ạ, là em trai mình sẽ bay, vài tiếng nữa thôi. Cô ơi, cô Phi ơi, trước khi Hùng sang Nhật thì cô có nhắn gì với Hùng không? Nhắn con giữ gìn sức khỏe à? Không phải giữ đấy gì, nghĩ với bố mẹ làm gì? Vâng. Có gì nữa không cô? Nói nhiều không nói được. Nói chung là giây phút này là nói ít thôi nhưng mà hiểu nhiều người ạ. Nhắn gì với Hùng nào? Ở nhà cứ lấy chồng đi. Em mà. Hùng thế em nhắn gì với Phương đấy? Thôi. Chắc lại thôi, nhắn nó coi có sao đâu mà thôi. À thôi, à xúc động rồi bạn ạ, các bạn ạ, em mình đang xúc động. Chắc là bao nhiêu lời tâm sự thì chắc là nhắn hết rồi mọi người ạ. À, Phượng đang buồn mọi người ạ. Khổng có nhiều quá là tí hai đứa nó khóc luôn rồi. Anh Khổng vẫn đi thôi. Anh cả Khổng vẫn nhiều tí nó khóc luôn rồi đấy. Để dành tí nữa khóc một thế. Đúng rồi, bạn gái em trai mình đang khóc mọi người ạ. Mình cũng cảm thấy rất là xúc động giây phút này. Cổng trường kêu gần khóc rồi. Gần khóc rồi. Thế thì anh trong khoảng thời gian Hùng sang bên nước ngoài ấy, thì anh chúc hai em là vẫn luôn giữ được cái mối liên lạc và giữ được cái tình cảm luôn bền chặt như bây giờ nhá. Bạn làm anh được mấy vợ nhá. Ừ, rồi cảm ơn em. Chưa.
Hôm nay mình ra Nội Bài thật sự là cũng rất là muốn tận mắt nhìn thấy máy bay mọi người ạ. Nhưng mà rất là tiếc là không được nhìn. Tạm biệt Nội Bài, em về nuôi chim đây mọi người ạ. Bye bye mọi người nhá.